nếu xem chỗ quay về lập nên nhân chân thường cho là đúng đắn tuyệt đối thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân giả sử như hành giả vọng chấp nơi quay về của mình chấp điều gì cho rằng nơi ấy là chân thường và cho điều ấy là đúng đắn tuyệt đối vì anh ta tin nơi quay về ấy là chân thường xem kiến giải này như một lý thuyết tuyệt đỉnh một sự hiểu biết tối thượng không có gì hơn thế nữa nếu như hành giả không rơi vào kiến

nhưng ngay khi khởi kiến chấp này thì hành giả sẽ mắc phải sai lầm do chấp lầm cái nhân chân thường ấy hành giả cho tính chân thường là nhân nhưng điều này hoàn toàn sai lầm anh ta nghĩ rằng chỗ ấy phải được mô tả như là tính chân thường thực ra hành giả vẫn còn trong phạm vi thức ấm chưa phải là chân thường anh ta trở nên chấp vào một nguyên nhân và chấp vào những gì nguyên nhân ấy có tác động tương quan thực ra đây không phải là nhân nhưng hành giả xem đó như là nhân do chấp vào điều ấy nên hành giả rơi lạc vào ngoại đạo anh ta hùn hạp làm ăn với chúng, đầu tư vốn liếng vào và cùng chúng lập thành công ty. Tà thuyết ngoại đạo nào mà hành giả mắc vào là trở thành bè bạn với ngoại đạo ta tỷ ca la chấp minh đế là nơi trở về. Ta tỷ ca la lập nên phái ngoại đạo tóc vàng mà trước đây tôi có giảng về sư phụ của ma đăng già đã dùng chú thuật của ngoại đạo ta tỷ ca la, đó là một loại thần chú của Phạm Thiên. Minh Đế là thuyết chủ trương rằng không có gì hết thảy, đều là từ trong cảnh giới biến hóa hiện tại của A Lại Gia Thức mà xuất sinh ra. Ngoại đạo này, Xiển Dương Lý Thuyết cho rằng vạn vật đều xuất sinh từ Minh Đế. Một khi hành giả trở nên chấp trước cái nhân này, anh ta trở thành quyến thuộc của ngoại đạo tóc vàng. Anh ta hợp tác với chúng, không biết khi nào công ty này mới kết liễu chẳng biết công ty ấy hữu hạn hay vô hạn nữa Mê lầm tánh Bồ Đề của Phật, con đường giác ngộ bỏ mất tránh tri kiến, anh ta nhận cái chẳng phải là nhân làm nhân, lẽ ra anh ta không nên điên đảo khi nhận cái nhân này, nhưng anh ta đã chấp lầm. Vì anh ta đã lập nên một cách phi lý các năng nhân và sở nhân ấy, nên anh ta đã không còn trí tuệ chân chính nữa, anh ta đã đánh mất trí tuệ đó rồi, anh ta sẽ về đâu? Nếu quý vị muốn giúp anh ta tìm thấy nơi ấy, quý vị cũng sẽ đánh mất trí tuệ của mình luôn